Chào các bạn nha. Thì sáng hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2023. Thì buổi sáng sớm bây giờ là 6 giờ 30 phút buổi sáng. Thì trời Đà Lạt đấy, sương mù giăng khắp nối. Rất là nhiều sương mù đấy, sương mù đẹp. Đây chính là cái cảnh của Đà Lạt ngày xưa. Thì ngày xưa thì Đà Lạt nhà sáng nào cũng có sương mù như thế này, nhưng mà bây giờ thì rất lâu mới có một buổi sương mù. Do mật độ dân số đông cũng như nhà cửa xây dựng nhiều rồi, rừng cũng bị thu hẹp lại một chút, cho nên là khí hậu Đà Lạt nó không được lạnh và sương mù như xưa. Thì hôm nay mình thấy sương mù sáng đẹp quá, mời các bạn dạo một vòng cùng với mình để ngắm phố phường Đà Lạt chìm trong sương mù sớm các bạn nhé. Hiện nay thì mình đang đi từ cái cầu sắt trên hồ Xuân Hương. Đi vòng theo cái đường hồ Xuân Hương này nha, để các bạn ngắm sương mù đó. Và một số người dân thì đang đi tập thể dục buổi sáng này các bạn này. Bây giờ là 6 giờ 30 rồi, mặt trời cũng đã nhú lên cao rồi, nhưng mà sương mù rất là còn dày đặc lắm, tầm nhìn thì rất là hạn chế, rất là mờ ảo sương. Các bạn ngắm Đà Lạt trong sương mù buổi sớm này đẹp, thật rất là đẹp. Thực ra cái chuyện mà nóng lên của Đà Lạt ấy thì không phải là gì riêng Đà Lạt không các bạn ạ. Tại vì thực tế ra ấy, thì cái khí hậu của toàn cầu cũng đều nóng lên, thì ở đâu cũng thế, thì Đà Lạt nó cũng sẽ nóng lên mấy độ so với trước kia. Và đồng thời thì một phần thì ngày xưa thì dân số Đà Lạt cũng rất là ít. Từ những năm 93 cái ngày mình mới ghé qua Đà Lạt này thì lúc đó dân cư rất là thưa thớt. Thì khi đó thì nhà cửa cũng rất là ít, nhiều cái con đường cây cối, như ví dụ như cái con đường mình đang đi đây này, bên phía tay trái này thì lúc đó thì là những cái lùm cây hoa dại rất là nhiều, hoa dã quỳ cũng như hoa dại. Nhưng bây giờ thì người ta đã chỉnh đốn khang trang sửa chữa rồi, thì dân số đông lên, người ta xây dựng nhiều rồi các bạn. Có một bạn gái nó chạy như thế buổi sáng chạy đây thì trong lành đấy, rất là đẹp. Ông này thì chú này đạp xe, trời nhìn đã luôn các bạn ơi, mùa rất là đẹp, mù mịt luôn. Mình chỉ nhìn được khoảng độ mấy chục mét ở phía trước thì rõ, chứ còn xa xa một chút cũng vài trăm mét này, mình không thấy gì cả. Bây giờ mình vòng vào đường, cũng là cái con đường ven hồ, vào cái khu vực mà quảng trường Lâm Viên đấy các bạn, khu vực quảng trường Đà Lạt đấy, như là siêu thị Bixi đó, mù mịt khắp nơi. Hôm nay thì sương mù nó phủ khắp phố phường luôn. Mấy bữa trước thì mình cũng đã đi quay sương mù các bạn, nhưng mà sương mù nó ít hơn, nó chỉ một vài khu vực thôi. Nhưng hôm nay thì khắp nơi, ở đâu cũng có sương mù đó, khắp thành phố này. Đêm hôm qua thì lúc 12 giờ đến 1 giờ 2 giờ mình dậy thì sương mù cũng dày đặc luôn. Đấy, mình đi trực đêm đó, bây giờ mình với xong ca thì bây giờ mình đang trên đường mình đi về, thấy sương mù đẹp quá mình không về ngay mà mình đi dạo một vòng để quay giới thiệu với các bạn cái cảnh mà Đà Lạt chìm trong sương mù. Buổi sáng thì phương tiện xe cộ cũng còn khá ít các bạn ạ. Một xíu nữa thì người ta